Em xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị em và bạn bè đã trở vào trang vlog của em. Hôm nay em xin phép được chia sẻ đến các bạn một món ngọt, đó là bánh bột bán ăn chung với nước cốt dừa và đậu phộng. Hôm nay mình sẽ vào bếp mình làm món chè bột bán. Thì nguyên liệu gồm có mình sẽ dùng hai loại bột bán màu xanh là của màu lá dứa và màu trắng bình thường ha, và đậu xanh để mình làm nhân. Và trong nhân thì hôm nay mình sẽ bỏ thêm vài sợi dừa non đã được nạo sẵn rồi đó các bạn, ở trong bịch. Và để trên mặt của chè đó thì mình sẽ dùng đậu phộng rang, họ đã rang sẵn, chút nữa mình sẽ giã nhuyễn, và một ít nước dừa, nước cốt dừa để mà mình làm sốt, mình chan lên cái bột bán của mình. Bây giờ thì mình đem đi cân nha các bạn nha. Bột bán á, mình cân 200 gram nha. Đây. Vậy là mình cân đậu xanh cũng 200 gram nha các bạn. Bột bán màu xanh mình lấy 70 gram và màu trắng 200 gram. Mình rửa sơ nó qua nước một chút xíu để cho nó ra cái bụi dơ thôi nha các bạn. Sau đó mình dùng nước ấm ấm nha, nước ấm. Các bạn coi, mình đổ vô đây để mình ngâm. Nước ấm ấm thôi. Đó, bạn ngâm nó hơi xấp xỉ một tí thôi nè. Đó. Các bạn đổ xăm xắp thôi các bạn ha. Để cho nó nở. Và cái này nó nở rất là mau luôn á. Rồi, mình để đó một tí, 15 phút nha các bạn, để cho nó nở ra một tí. Đậu xanh á, thì bây giờ mình đem đi vo sạch nha các bạn. Nếu mà các bạn không có thời gian mà ngâm đậu xanh liền á, ngâm đậu xanh thì mình có thể luộc luộc liền luôn cũng được nha các bạn. Đậu xanh thì mình vo rồi mình rửa nó sạch như vậy nha các bạn. Mình đổ đậu xanh lên đây mình luộc luôn nha các bạn. Mình đổ nước cho nó xăm xắp cái mặt nha. Mình luộc từ từ. Mình bỏ vào trong đó một muỗng cà phê muối ha. Các bạn cũng vớt cái bọt này ra nha các bạn. Mình có thể đổ thêm một chút xíu nước cốt dừa vào cho nó béo quá các bạn. Vài muỗng nước cốt dừa ha, rồi phần còn lại để mà mình làm cái nước sốt mình chan lên. Các bạn coi á, nước mà nó xăm xắp như vậy nè, mà nó khô, các bạn thấy nó khô thì các bạn dùng đổ thêm một chút xíu nước sôi nha các bạn. Dùng nước sôi mình đổ nha, đừng có lấy nước lạnh nha các bạn. Anh coi mình tán cái này ra ha, tán đậu xanh ra. Và mình sẽ bỏ vào trong đậu xanh một chút xíu đường nha các bạn. Các bạn muốn ăn ngọt thì mình bỏ nhiều. Mình bỏ vô một muỗng cà phê nè. Hai muỗng cà phê nè. Hai muỗng dung cà phê các bạn ha. Các bạn nào thích ăn ngọt nữa thì mình bỏ thêm nha. Mình cho thêm một muỗng dung nữa đi. Ba muỗng dung cà phê nè. Tán nhuyễn ra. Sau đó mình cho vào trong đây luôn một miếng dừa dừa non cắt sợi đó các bạn. Mình trộn vô luôn một miếng thôi, một ít thôi ha các bạn. Nếu mà các bạn nào không thích thì thôi mình đừng bỏ vào ha. Mình tán đậu xanh ra. Sau khi mình tán và trộn đều dừa hòa vào chung với lại đậu xanh đó, thì mình để nhân này qua một bên để cho nó nguội nha. Nó mềm, thiệt là mềm luôn rồi nè. Nè, không? Giờ mình dắt cái nước này bỏ ra đi nha các bạn. Bạn ơi, mình đổ vào 300 ml vào trong cái nồi nha. Mình nấu cho nó sôi nè.
bạn coi khi nước nó sôi lên các bạn, mình đổ cái bột bán của mình vào nha. Khi mà mình đổ bột bán của mình vào rồi đó, cái mình trộn nó lên một tí xíu các bạn ha. Bạn coi mình trộn lên một tí nha. Rồi mình tắt lửa đi các bạn, bởi vì mình cái bếp điện từ của mình nó còn nóng lắm. Mình tắt. Rồi mình đậy nắp lại cho nó chín một tí. Mình trộn nhiều quá mà nó nát hết ha. Xem ha. Mình lúc này là mình kéo nó ra khỏi cái chỗ cái lò nóng rồi đó. Giờ nó còn đang nóng lắm nè. Các bạn coi nó nửa sống nửa chín nha. Mình sẽ bỏ vào trong nè. Đây là bột năng của mình ha, mình rắc vô. Mình rắc một tí thôi các bạn, rồi mình trộn. Một muỗng ha. Các bạn trộn lên nha. Mình cho nó thêm một chút xíu. Một muỗng nữa nè, là hai muỗng ha. Nó vẫn còn nóng các bạn ha. Thì mình để cho nó nguội nha. Rồi, mình để cho nó nguội nha. Khi mà nhân đậu xanh á, các bạn tán nhuyễn và để cho nó nguội nguội rồi đó các bạn, thì bắt đầu mình vò viên lại nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn làm to hay nhỏ thì tùy ở mình nha. Nè các bạn coi mình vò nè. Mình làm cái cục nó như vậy thôi ha. Đó. Bạn nào muốn làm nhỏ thì mình làm nhỏ, còn muốn to một tí nữa thì to, còn mình thì làm vừa nó như vậy thôi. Bạn xem đậu xanh thì mình đã vo viên như vậy rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình gói nè. Bây giờ mình lấy một cái wrap, plastic wrap á, và cái bao ni lông thực phẩm của mình á, mình để nha. Và mình thoa nó một ít dầu lên các bạn. Thoa ít thôi ha. Thoa một lần thôi. Sau đó mình sẽ cho một miếng nè. Dày hay mỏng á là do mình thích ăn mỏng hay ăn dày cái bột bán này các bạn ha. Ăn nhiều bột bán quá thì nó cũng ngán lắm. Nên mình dùng dao nè, mình chét nó ra. Này. Mình để nhân ở giữa nha. Sau đó mình quấn nó lại. Mình cuốn nó vô. Nếu mà các bạn thấy nhiều quá đó thì mình vít nó ra bớt nè, đó. Nè. Vít nó ra bớt đi. Chứ không thôi nhiều quá ăn ngán chết. Rồi mình vo nó lại thành một viên nha các bạn. Làm cho nó khéo tay á, thì nó sẽ tròn do. Okay. Cho mình tháo ra các bạn coi nha. Đó, mình làm cho nó tròn nha các bạn. Sau đó mình làm theo cái kiểu này á, là mình nhúng nó vô trong cái bột nè. Mình nhúng vô trong cái bột bán màu xanh của mình á. Bạn coi. Mình nhúng qua. Mình lăn nó qua đó các bạn, để cho nó có cái màu xanh bên ngoài đó, và nó bọc lại. Còn nếu bạn nào không thích thì thôi nha. Các bạn không thích nó lăn qua màu xanh thì mình để như vậy mình hấp luôn là xong. Đó.
Mình lăn đó. Vậy là xong rồi nè các bạn, thấy không? Xong rồi mình để nó vào trong giấy và mình bỏ nó vào trong khuôn nha, mình hấp. Rồi. Bạn làm cái thứ hai cho các bạn coi, mình dùng lại cái plastic wrap đó nha. Và mình sẽ sắn lấy một miếng bột nè, bột màu trắng nha. Rồi mình sắn. Mình có thể dùng nhúng vào nước lạnh hoặc là dầu để cho nó đừng có bị dính. Nếu mà các bạn thấy video của mình hữu ích đó, thì xin vui lòng nhấn like video và chia sẻ video của mình lên trang Facebook cá nhân của các bạn để các bạn khác có thể vào xem luôn cho vui nha các bạn. Còn nếu mà được nữa đó thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh để khi nào mình up video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Không có dùng hai cái muỗng để mà mình ép bột á, thì mình dùng như thế này nè. Mình lấy cái phần phía bên đây nè, đó. Mình ép bột nó ra các bạn ha. Lấy miếng vani lông á, mình làm cho nó to lên một tí thì mình sẽ dễ ép. Rồi mình để cái nhân vào rồi mình bọc lại thôi các bạn ha. Đây là mẻ đầu tiên của mình vừa mới làm xong, bây giờ thì mình đem đi hấp. Mình bắt lên. Bạn xem nha. Giờ mình đẩy nắp lại. Và cái mẻ cuối cùng này á, mình chỉ hấp có 5 phút thôi đó các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó hơi còn một chút xíu chưa chín nè. Nhưng mà mình tắt bếp rồi mình vẫn đậy lại. Tại vì cái hơi nóng nó vẫn còn á, thì nó chín. Thì khi mà nó chín tới á, nó sẽ không có bị nhão xuống cái bánh nha các bạn. Đừng có để cho nước nó chảy xuống nè. Dừa đó thì mình bỏ vào mình nấu lên các bạn ha. Thì mình cho vào trong nước dừa một chút xíu đường nha các bạn. Rồi mình tắt lửa đi. Tại vì nó còn nóng á. Rồi mình sẽ... Nó hơi hơi nóng nha. Để cho nó nguội tí xíu. Rồi bên ngoài á thì mình lấy bột năng mình pha với chút xíu nước lạnh ra. Rồi mình đổ vô đây để cho mình làm cho cái nước cốt dừa của mình nó sền sệt lại đó các bạn. Các bạn đổ từ từ vô ha. Khuấy lên. Chứ không thôi nó bị đóng ở dưới cái dưới đáy á. Vậy là mình làm cái nước cốt dừa rồi các bạn ha. Các bạn xem đây là mấy cái bánh mà mình đã hấp ra đợt 1 và đợt 2 nè. Có mấy cái thì mấy đứa con mình nó ăn rồi. Mình quay sát lại cho các bạn coi đây là cái bánh mà mình chỉ có phủ thôi nè các bạn. Đó, mình phủ cái bột bán màu xanh thôi chứ mình không có vo lại. Còn những cái kia thì mình vo lại thì các bạn thấy không, nó không có cẩn lên ha. Còn nếu mà mình phủ thôi thì nó sẽ cẩn nè. Đó. Nó cẩn, cái bột bán nó cẩn lên nè, bạn thấy không? Còn mấy cái này thì sau khi mình phủ cái bột bán rồi mình vo nó lại nữa thì nó nằm lẫn vô trong cái màu trắng luôn. Đó. Nhìn là các bạn sẽ thấy được liền ha. Bây giờ mình lấy ra một cái, mình sẽ sắn thử cho các bạn coi. Và khi mình ăn đó, thì mình sẽ chan nước dừa lên nha các bạn. Mình sẽ sắn ra cho các bạn coi nha. Bên trong nè. Đậu xanh và dừa.
rất là béo các bạn. Béo của nước dừa. Mình thích ăn nước dừa nhiều á. Mình coi. Và đậu trong trong nhân của mình á thì có cả sợi dừa non ăn rất là ngon các bạn. Mến chúc các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Mình xin hẹn lại video sau. Mình xin chào.